Hello, mến chào tất cả quý anh chị em. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ngày 2 tháng 10 2023, 11 giờ 05 phút buổi sáng giờ California. Buổi sáng hôm nay là Tổng thống Trump ông có đến tòa án nữa để mà vào cái phiên tòa dân sự mà thành phố New York đó, do bà Bộ trưởng Tư pháp tố ông về cái tội mà hạ giá cái cũng như là chính phủ thì hạ giá cái bất động sản xuống, đổ thừa ông Trump là tăng cái giá bất động sản lên 2 tỷ đô la để mượn nhà băng. Nhưng mà ông Tổng thống Trump thì ông nói đó là một cuộc săn phù thủy để mà phá cái cuộc bầu cử sơ bộ, có như bầu cử 2024. Nếu mà bà mà hay là thành phố New York mà có muốn truy tố ông thì nó truy tố từ lâu rồi những cái này rồi, nhưng mà nó chờ đến cái lúc mà trong cái trung tâm của cái cuộc bầu cử đó thì tố cáo. Đây là cuộc săn phù thủy, và cái Bộ Tư pháp cũng như Bộ Tư pháp liên bang Hoa Kỳ cũng như bà Bộ trưởng Tư pháp của thành phố New York, bà là những người tham nhũng để phá hoại đất nước này, đi tố những cái gì không có tội mà để đi theo ông Tổng thống Trump đó mà kết tội ông ta. Nếu ông mà không có ra tranh cử tổng thống hoặc là cái poll mà nó thấp thì ông ta sẽ không có truy tố bất cứ một điều gì cả. Và ông muốn yêu cầu là để dời qua cái phiên tòa của nơi người khác xử, tuy nhiên không được, cũng vẫn giữ cái tòa án đó. Thì họ đòi là 250 triệu đô la và sẽ muốn tịch thu tất cả những tài sản cơ sở thương mại của Tổng thống Trump, kể cả cái Trump Tower muốn tịch thu luôn để lấy cái số tiền 250 triệu. Và họ hạ cái giá, Tổng thống Trump cũng nói là họ tự hạ cái giá của bất động sản rất là tốt đẹp của Tổng thống Trump, giá nó cao nhưng mà hạ xuống khoảng 50 hay là 100 phần 100 lần như vậy để thấp xuống. Thí dụ như cái Mar-a-Lago thì họ chỉ cho có 18 triệu thôi, nhưng mà trị giá cái đó nó lên tới 50 hoặc là 100 lần là những cái bất động sản của Tổng thống Trump. Ông nói là có giá trị rất là tốt, và ông đã làm một cái thành lập một cái công ty bất động sản để đóng góp rất là nhiều cho thành phố nữa cũng như Mỹ, và những cái bất động sản của ông cũng như công ty của ông nó rất có giá trị và rất là tốt. Đó là tóm tắt, và mình cũng có thâu lại cái lời nói của ông ta trong khoảng gần 9 phút đó, trước khi ông đi bước vào tòa án. Ông cũng trả lời với những cơ quan truyền thông và báo chí đó. Còn cái cuối tuần vừa qua đã Hạ viện cũng như là Thượng viện của Hoa Kỳ đã thông qua một cái ngăn khoản tạm thời 45 ngày để mà không có ngưng trệ cái chính phủ để điều hành. Và đồng thời trong đảng Cộng hòa có cái sự lũng củng giữa bảo thủ và ông Kevin McCarthy, thì ông đã không có giữ lời hứa, ông cam kết vào tháng giêng, và ông to rập với lại đảng Dân chủ để mà thông qua một cái ngân sách đó. Ông sợ là người dân Mỹ sẽ oán trách đảng Cộng hòa cũng như cá nhân ông là chặn đứng cái điều hành của chính phủ. Nếu mà ngưng lại thì có một số liên hệ thì chính phủ phải đình trệ. Và ông Matt Gaetz và dân biểu của tiểu bang Florida đó, ngày hôm nay ông sẽ ra một cái motion, ông sẽ cũng như là yêu kêu cầu ông McCarthy thì phải từ chức hoặc là sẽ có một cuộc bỏ phiếu. Và ông đi tố ông McCarthy, nếu mà ông vẫn còn tiếp tục làm trong tuần tới mà làm thượng cũng như làm hạ viện, cũng như là chủ tịch hạ viện, ở trong chủ tịch ở hạ viện, thì ông là cái người để cộng tác và làm việc cho đảng Dân chủ, để mà cần có cái số phiếu mà để mà thông qua trước với ông Kevin McCarthy phải cần 118 phiếu. Và bên đảng Cộng hòa thì nó sẽ không có đủ 118 phiếu, thì sẽ có một số đảng Dân chủ họ sẽ bỏ vô để trước với ông Kevin McCarthy. Đó là lời ông ghét, ông nói như vậy. Đó là không cần phải liên hệ, ông nó không cần phải liên hệ gì với đảng Dân chủ cả, mà chỉ là đó là miễn phí. Đảng Dân chủ thì nó cũng muốn trút phế ông Kevin McCarthy, và Tổng thống Trump thì ông cũng không có đồng ý với cái đường lối của ông Kevin McCarthy để mà to rập cho đảng Dân chủ. Thay vì để những cái ngân sách đó là thí dụ như là phải bỏ vô để mà ủng hộ vấn đề biên giới, đã đóng cửa và an ninh biên giới, có rất nhiều cái bên đảng Cộng hòa mà bảo thủ, thì ông Kevin McCarthy phải bỏ cái đó ra thì mới thông qua. Thì bỏ chưa bỏ lúc trước thì đã thất bại vào cái ngày thứ sáu cũng như là ngày thứ bảy, và sau cùng thì ông McCarthy đã to rập với lại ông Mitch McConnell cũng như đảng Dân chủ. Thì mình biết ông McCarthy thì ông cũng là loại là Rhino, nhưng mà Rhino
nó không có lộ ra như sổ sàng cho những người khác. Tuy nhiên thì sau 2020 thì ông ta cũng là một Rino rồi, thì đó là nội bộ của đảng Dân Chủ. The banks got back their money. Again, there was never a default. There was never a problem. Everything was perfect. There was no crime. The crime is against me because we have a Thì Tổng thống Trump ông có đến tòa án New York buổi sáng hôm nay. Cựu Tổng thống Trump nói một cựu tổng thống đầy thách thức Donald Trump đã phát biểu trước đám đông truyền thông bên ngoài phòng xử án vào sáng thứ hai trước khi bắt đầu phiên tòa dân sự do Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đưa ra, người mà ông cho là phân biệt chủng tộc và một chương trình kinh dị. Không có nạn nhân nào ở đây, Trump nói với các phóng viên ngay trước khi bước vào phòng xử án của thẩm phán Arthur Engoron bất hảo. Tố cáo vụ kiện là một phần của cuộc săn phù thủy vĩ đại nhất của mọi thời đại. Các ngân hàng đã lấy lại được tiền của họ một lần nữa, không bao giờ có chuyện vỡ nợ, đó không bao giờ là vấn đề, mọi thứ đều hoàn hảo. James, một đảng viên đảng Dân Chủ, người điều hành chiến dịch tranh cử của mình với lời thề có được Trump, ông nói đáng yêu cầu mức phạt 250 triệu đô la và lệnh cấm Trump kinh doanh ở Nữ ước. Đáng chú ý, phiên tòa được đưa ra dân sự thay vì tòa hình sự, và Trump cáo buộc việc này thực hiện với sự phối hợp của Bộ Tư pháp và Tổng thống Joe Biden để tấn công phe đối lập chính trị của ông bằng một công lý và công tố viên được vũ khí hóa. Không có một tội ác nào cả, tội ác chống lại tôi, bởi vì chúng ta có một Bộ trưởng Tư pháp tham nhũng và tất cả đều xuất phát từ Bộ Tư pháp đã hoàn toàn điều phối việc này với ở Washington vì tôi là ứng cử viên hàng đầu. Trump nói tôi đang dẫn trước Biden 10 điểm và tôi đang dẫn trước các đảng Cộng hòa từ 5 tới 60 điểm. Egoron đã ra phán quyết Trump phạm tội gian lận trong cáo buộc giao dịch kinh doanh của mình. Đây là một phiên tòa không có bồi thẩm đoàn nên Egoron sẽ quyết định sau yêu cầu có bồi thường khác trong vụ kiện. Phán quyết của thẩm phán tuần trước nếu được giữ nguyên thì kháng cáo có thể thuộc buộc Trump phải từ bỏ các tài sản ở Nữ ước bao gồm tháp Trump và tòa nhà văn phòng ở phố Wall, sân golf và bất động sản ở ngoại ô. Điều này liên quan đến sự can thiệp bầu cử rõ ràng và đơn giản. Trump tiếp tục trong bài phát biểu dài gần 8 phút có vẻ như không chính xác và không có ghi chú hay nhận xét chuẩn bị trước. Họ đang cố gắng gây tổn hại cho tôi để tôi không thể hiện tốt những gì tôi đang làm trong cuộc bầu cử. Đất nước của chúng ta đã rơi vào địa ngục. Chúng ta có một đất nước đang suy tàn, suy thoái nghiêm trọng. Chúng ta có một người đang điều hành đất nước của chúng ta. Đất nước không có manh mối, anh ta không biết mình đang làm gì. Đó là một sự ô nhục. Vì vậy những gì chúng tôi ở đây và một nỗ lực nhằm tổn thương tôi trong cuộc bầu cử. Trump lưu ý rằng phiên tòa đã không được tổ chức trong nhiều năm hiện nhưng hiện đã được xây dựng và tiến hành nhanh chóng khi chu kỳ bầu cử sơ bộ của Tổng thống 2024 đang tăng tốc. Trump nói phiên tòa này có thể là đã được tiến hành từ nhiều năm trước, nhưng họ đã đợi cho đến khi tôi đang ở giữa chiến dịch tranh cử của mình. Điều tương tự với các phiên tòa và cáo trạng khác, tất cả đều được điều hành bởi Bộ Tư pháp, một tổ chức tham nhũng ở Washington, mọi thứ được thông qua họ. Họ đều là những người tham nhũng. Thành thật mà nói, đất nước của chúng ta tham nhũng. Và đó là một trong những lý do khiến tôi tranh cử. Chúng ta sẽ làm thắng vấn đề nó ra rồi. Theo Trump, việc định giá thấp tài sản của Trump Organization sẽ là trọng tâm của phiên tòa dân sự này. Ông nói rằng tuyên bố từ chối trách nhiệm tài chính, người mua hãy cẩn thận, giúp ông không phạm phải hành vi sai trái vì nó yêu cầu tất cả các bên liên quan tự nghiên cứu và đưa ra quyết định của họ, nhận xét đánh giá chủ quan của bản thân. Thương hiệu của tôi được cực kỳ có giá trị, Trump nói với các phóng viên, tố cáo sự thiếu chuyên môn về bất động sản của Egoron, ông quan tòa, trong việc đưa ra đánh giá của riêng mình về giá trị tài sản. Tôi phải trải qua nhiều điều này vì lý do chính trị, Trump tiếp tục. Thẩm phán này là một chính trị gia, ông ấy bước ra từ câu lạc bộ, ông ấy đang tranh cử mà không có đối thủ.
lý do ông ấy không có bị đối thủ, không có bị đối thủ, và là vì ông ấy đang thắng Trump, họ luôn tranh cử và không có đối thủ. Ông ấy đang thắng Trump, các ông chủ nói đừng chống lại anh chàng này, anh ta là kẻ phản đối đang làm rất tốt, anh ấy đang có được Trump, nhưng ấy anh ta đã chơi quá tay và anh ta nên bị điều tra về những gì anh ta đã làm. Những gì anh ta đã làm khi định giá thấp những tài sản này là một sự ô nhục đối với đất nước của chúng ta. Đây không phải là một trường hợp. Theo Trump, James quyết định tiếp tục vụ kiện dân sự bất chấp điều khoản người mua hay cẩn thận. Hãy cẩn thận, bởi vì ngay cả những vụ kiện tụng tốn kém mà kéo dài cũng sẽ khiến Trump bận rộn và buộc phải tài trợ cho các biện pháp bào chữa pháp lý thay vì chiến dịch tranh cử của mình, ông lập luận. Trump nói khi tổng trưởng lý biết về yêu cầu từ chối trách nhiệm, cô ấy nói được rồi, dù sao thì hãy tiếp tục, đó là sự công khai tốt. Đây là những người tham nhũng, chúng tôi đang làm việc với những người tham nhũng nhất. Chúng tôi có một công ty tuyệt vời, chúng tôi đã xây dựng một công ty tuyệt vời. Nó có gì là giá trị to lớn, nó có một tài sản bất động sản lớn nhất thế giới, và bây giờ tôi có ra trước một thẩm phán lừa đảo như một sự tiếp nối của Nga, như một sự tiếp nối của cuộc săn phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại, và tôi không nghĩ người dân đất nước này sẽ ủng hộ điều đó. Bên Âu Châu, quân đội của NATO để tăng để bảo vệ cái nền hòa bình ở Kosovo đang có cái sự lộn xộn đó, là quân đội sẽ gia tăng thêm đó. Trong những tháng gần đây, Thủ tướng Kosovo Albin Kurti đã gia tăng căng thẳng với những người dân Serb ở tỉnh tranh chấp này, làm dấy lên lo ngại vào cuộc chiến khi NATO tuyên bố tăng quân lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình. Chỉ hơn một tuần trước, một cuộc đấu súng chết người kéo dài 12 giờ tại một tu viện ở Kosovo chỉ là trường hợp mới nhất về tình trạng hỗn loạn sắc tộc leo thang thành bạo lực trong khu vực. Kosovo từ lâu đã trở thành điểm nóng của bạo lực do căng thẳng giữa người dân tộc Albania ở nước này với những người kiểm soát tỉnh tranh chấp là người thiểu số Serbia. Serbia là dân tộc của nó từ lâu đã rơi vào tình trạng bế tắc với sự kiểm soát của người Albania và người Kurti lãnh đạo. Trong những tháng gần đây, Kurti đã thực hiện các bước nhắm vào 50.000 người Serb sống ở phía Bắc. Các nhà quan sát chỉ ra thực tế là Kurti đã từ chối thực tế sự thỏa thuận 2013 và Kosovo đã ký với Ben Gray đồng ý cho phép thành lập Hiệp hội các đô thị người Serb để bảo trao một số quyền tự trị cho các khu vực có đa số người Serb trong tỉnh. Một cuộc đụng độ gần đây ở miền Bắc Kosovo có sự tham gia của 30 người Serb và vũ trang cố thủ bên trong tu viện chính thống của Serbia, nơi nhóm này đã đối đầu với kéo dài khiến 4 người và 3 người tấn công vào một sĩ quan cảnh sát Kosovo thiệt mạng. Không có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công hoặc giải thích động cơ của các tay súng, những kẻ đã giúp mình trong tu viện cũng như các linh mục và khách hành hương đến thăm. Cuộc đụng độ nhanh chóng thu hút sự chú ý của NATO, lực lượng này đã tăng cường quân đội của mình ở khu vực Balkan đầy biến động. Hôm thứ Sáu, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng John Kirby đã kêu gọi quân đội Serbia rút lui ra khỏi biên giới Kosovo. Vào Chủ nhật, Tổng thống Serbia Aleksandar Kubic đã đăng một bài video trên Instagram phủ nhận những tuyên bố rằng quân đội của ông đang tập trung đông đảo trên biên giới. Ông nói một chiến dịch dối trá đã được phát động chống lại Serbia của chúng tôi. Kosovo từng là một tỉnh lỵ của những người Serb tuyên bố độc lập vào 2008 và xung đột với Serbia trong nhiều thập niên. Cuộc chiến năm 1998 khiến hơn 10.000 người thiệt mạng, chủ yếu là người Albania ở Kosovo. Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập vào năm 2008, nhưng Belgrade từ chối công nhận. Trong khi người Serbia coi Kosovo là nơi khai sinh của dân tộc họ, thì trong số 1.8 triệu người sống ở Kosovo là 92% người Albania và chỉ có 6% là người Serbia. Kurti của Kosovo nói với hãng tin AP rằng ông hoan nghênh động thái này của NATO. Kurti nói với AP, chúng tôi cần NATO vì biên giới với Serbia rất dài và quân đội Serbia gần đây đã tăng cường năng lực và họ có nhiều thiết bị quân sự từ cả Liên bang Nga và Trung Quốc.
Tổng thống Serbia Alexander Vukovic cũng hoan nghênh thông báo của NATO. Ông nói với AP rằng ông đã nói chuyện với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và những người này đồng ý rằng cần phải có giảm leo thang cùng vai trò lớn hơn của KFOR, lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo. Serbia tuyên bố rằng ít nhất trong 3 người Serbia thiệt mạng trong cuộc bao vây đã bị thanh lý sau khi đầu hàng và hứa rằng Serbia sẽ truy tố những kẻ giết người máu lạnh. Kubit từ chối gọi quân đội nổi dậy là những kẻ khủng bố. Thay vào đó, ông cho biết họ là những người nổi dậy để bảo vệ ngôi nhà của mình. Vukic nói, tôi sẽ gọi người Serbia là những kẻ khủng bố. Tôi không quan tâm bất cứ ai trên thế giới nghĩ. Người Serbia từ lâu đã chỉ là một loạt các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào các người dân tộc thiểu số của họ đó, do người dân tộc Albania cầm quyền. Truyền thống của Serbia đưa tin cảnh sát Kosovo đã đột kích vào bệnh viện và một nhà hàng ở khu vực người Serb sinh sống ở thị trấn Mitrovica hôm thứ Sáu, cũng như một số địa điểm ở các thị trấn khác. Hãng thông tấn địa phương Kosovo đưa tin cảnh sát đã tịch thu một số phương tiện. Kosovo đã cáo buộc Serbia trực tiếp tham gia vào các cuộc đụng độ ở Banska, điều mà Belgrade phủ nhận. Thống đốc Gavin Newsom đã bổ nhiệm cái người mới thế vào bài thượng nghị sĩ Dianne Feinstein. Thì bà này là cũng như là một cố vấn cho bà Kamala Harris. Đây là người phụ nữ đầu tiên da đen làm thượng nghị sĩ của California cái nhiệm kỳ cho đến 2024 sau khi bà Dianne Feinstein bà chết. Tên của bà ta là Laposa Butler. Thứ hai ngày 2 tháng 10, 2023, 9 giờ 05 phút buổi sáng, Thống đốc Gavin Newsom sẽ thay thế các nhân chủ vào cái ghế trống của Thượng viện đó. Vào Chủ nhật, ông đã làm điều đó sau cái chết của Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, dân chủ, bổ nhiệm người đồng tính da đen đầu tiên công khai phục vụ Quốc hội. Bà này là người đồng tính, da màu luôn. Laposa Butler, chủ tịch tổ chức ủng hộ phá thai Emily Flint, người từng là cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử tổng thống 2020 rất thất bại của bà Kamala Harris, và hiện là cư dân của Maryland, đã được Newsom công bố là người thay thế Feinstein trong một thông báo tối Chủ nhật. Butler sẽ kết thúc nhiệm kỳ của Feinstein kéo dài đến 2024. Sau đó cô có thể đối đầu với hạ nghị sĩ, tức là hạ dân biểu Adam Schiff, đảng Dân Chủ, người đã hy vọng Feinstein sẽ sống cho đến cuộc bầu cử ông có thể được vào Thượng viện. Newsom nói, khi chúng tôi thương tiếc sự mất mát to lớn của Thượng nghị sĩ Feinstein, chính quyền tự do mà bà đã đấu tranh, quyền tự do sinh sản, sự bảo vệ bình đẳng và sự an toàn khỏi bạo lực súng ống chưa bao giờ bị tấn công lớn hơn. Thượng nghị sĩ Feinstein hãy tiếp tục phá vỡ trần kính đấu tranh cho tất cả người dân ở California, ở Washington DC. Tôi tự hào thông báo Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ mới của California là Laposa Butler. Khi chúng tôi thương tiếc sự mất mát to lớn của Thượng nghị sĩ Feinstein, chính thức quyền tự do mà bà đã đấu tranh, tự do sinh sản, bảo vệ bình đẳng và an toàn khỏi đạo bạo lực súng đạn chưa bao giờ bị tấn công lớn hơn. Butler sinh ra ở Magnolia, Mississippi, nơi cô bắt đầu sự nghiệp chính của mình với tư cách là người tổ chức công đoàn. Năm 2009, cô chuyển đến California, nơi cô giữ chức chủ tịch SEIU, United Long Term Care Workers. Nơi đó cô có công việc tăng mức lương tối thiểu và tăng thuế đối với những người California giàu có. Cô cũng từng là nhiếp chính của Đại học California trong 3 năm cho đến khi chuyển đến Maryland vào 2001. Sau khi tư vấn cho Kamala Harris về chiến dịch năm 2020 của cô ấy, Butler rời bỏ chiến lược của SCOP đã trở thành giám đốc chiến dịch chính của sách công của Airborne ở Bắc Mỹ.
Willie Shaw làm việc cho Harris. Cô được Uber thuê trong một cuộc tranh chấp lao động có tổ chức khi anh rể của Harris, Tony West, làm giám đốc pháp lý cho Uber. Tin từ ABC poll, là pin cái poll này bên cánh tả đó, là ông tổng thống Trump ông gác ông Joe Biden 10 điểm hiện nay nếu bầu cử tổng thống. Không thể tin tưởng được, đây là cái tin từ ABC đưa ra. Cựu tổng thống Donald Trump đã thu hút được đa số 52% ủng hộ các ứng cử các cử tri đã đăng ký trong một cuộc đối đầu giả định với tổng thống hiện tại là Joe Biden, người mà tỷ lệ ủng hộ đã giảm xuống chỉ còn 42%. Trong cuộc thăm dò The Washington Post, ABC News, các báo cáo của Post vào sáng Chủ nhật cho biết các cuộc thăm dò khác có thể cho thấy chính xác hơn sự ủng hộ của cử tri dành cho Biden khi gần đến mức sống chết ảo. Quan trọng, Tucker Carlson đóng vai trò gì trong việc mua đất từ chức? Đất cuốn sách phơi bày sự thật bất ngờ xem thêm. Cuộc thăm dò cho biết của The Post và ABC cho thấy Biden đang kém Trump 10 điểm phần trăm ở giai đoạn đầu này của chu kỳ bầu cử. Mặc dù khoảng cách khá lớn để Trump dẫn đầu trong cuộc khảo sát này, trái ngược đáng kể với cuộc thăm dò công khai khác cho thấy tổng tuyển cử gần như đã chết, sức nóng bài viết. Sự khác biệt giữa cuộc thăm dò này với những cuộc thăm dò khác cũng như sự cấu thành bất thường của nền liên minh Trump và Biden trong cuộc thăm dò này cho thấy nó có thể là một ngoại lệ. Đáng chú ý, Trump dẫn đầu với 6 điểm trong số cử tri đã đăng ký vào tháng 5, 49% và 43%. Mới nhất, tin tìm hiểu kế hoạch trở lại lớn của Tucker Carlson xem thông tin. Trong khi Trump dẫn trước Biden trong một cuộc thăm dò với hai chữ số là duy nhất, nếu không phải là tin tức tiêu đề The Post và ABC News đã không đề cập đến việc Trump dẫn trước Biden 10 điểm trong số cử tri đã đăng ký cho đến giai đoạn 19. Lần đầu tiên đề cập đến việc Biden dẫn trước 9 điểm trong số những người trưởng thành ở Hoa Kỳ 51-42 giai đoạn 11. Cả hai tiêu đề đều ghi nhận những rắc rối và chỉ trích về thời đại Biden mà không có ghi nhận Trump có cơ sở vững chắc, ABC News. Cuộc thăm dò sau ABC, Biden phải đối mặt với những lời chỉ trích về kinh tế, nhập cư và tuổi tác và trên The Washington Post. Cuộc thăm dò sau ABC, Biden phải đối mặt những lời chỉ trích kinh tế, nhập cư và tuổi tác. Vấn đề về tuổi tác, Trump tăng 24%, 24 điểm khi 74 nói rằng Biden người sẽ 82 tuổi khi bắt đầu nhiệm kỳ tiếp theo, quá già để tranh cử tổng thống, trong khi Trump chỉ có 50% nói điều tương tự về Trump, người sẽ 78 tuổi. Trump dẫn trước Biden 20 điểm trong số cử tri 35 tuổi trở xuống. Ngay cả đa số đảng viên đảng Dân Chủ và những người độc lập nghiêng về đảng Dân Chủ cũng không muốn Biden tái tranh cử vì 62% muốn người khác làm ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, Trump thống trị lĩnh vực tranh cử tổng thống sơ bộ của đảng Cộng Hòa trong số các đảng viên Cộng Hòa và đã đăng ký và những người độc lập nghiêng về đảng Cộng Hòa. Tổng thống Trump lên tiếng phải truy tố dân biểu Mormon của đảng Dân Chủ ở New York khi giật cái chuông báo động, đó, cái chuông chữa lửa của quốc hội lúc mà bỏ phiếu cho cái ngân sách quốc gia. Dân biểu James Bowman ở New York, đảng Dân Chủ, nên bị truy tố và bỏ tù vì hành động nghiêm trọng kéo chuông báo cháy của đồi Capitol, một hành vi cản trở thủ tục tố tụng chính thức. Cựu Tổng thống Donald Trump viết trong một lời khiển trách rõ ràng hôm Chủ nhật. Liệu dân biểu Jamal Bowman có bị truy tố và bỏ tù tội vì tội kéo và tắt hệ thống báo cháy chính một cách rất nguy hiểm nhằm ngăn chặn cuộc bỏ phiếu của Quốc hội đang diễn ra ở Washington DC, Trump đăng tên True Social. Hành động nghiêm trọng của anh ta được ghi lại trên băng, một sự phô trương khủng khiếp về thần kinh và tội ác. Đó là một cản trở thủ tục tố tụng chính thức rất nguy hiểm, giống như những người sử dụng để chống lại các tù nhân J6, tù nhân mà hai ngày 6 tháng Giêng chúng với tôi. Trên thực tế, hành động của anh ta có thể còn tồi tệ hơn. Anh ta phải chịu những số phận của họ khi xét xử anh ta sẽ bắt đầu. Bowman phải đối mặt với cuộc điều tra vào Chủ nhật buổi sáng sau khi anh ta kéo chuông báo cháy ở khu vực phức họp điện Capitol khi đảng của anh ta đang cố gắng trì hoãn cuộc bỏ phiếu quan trọng khiến một tòa nhà văn phòng quốc hội phải sơ tán. Một hình ảnh tỉnh cho cảnh sát Capitol công bố hôm thứ Bảy cho thấy Bowman, người đại diện các khu vực của thành phố nước ước,
và các vùng ngoại ô gần đó đang kích hoạt chuông báo cháy gần lối ra vào của tòa nhà văn phòng nơi các văn phòng quốc hội. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra vụ việc, cũng như Ủy ban Hành chính Hạ viện, một ủy ban quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát, có nhiệm vụ giám sát khuôn viên Hạ viện. Bowman trong một tuyên bố thừa nhận rằng rút chuông báo cháy, điều mà ông nói rằng ông rất hối hận, nhưng phản bác rằng ông làm như vậy để trì hoãn cuộc bỏ phiếu, như nhiều đảng viên Cộng hòa đã khẳng định. Hạ viện chuẩn bị bỏ phiếu vào một dự luật lưỡng đảng nhằm giữ chính phủ mở cửa trong vòng 45 ngày để tránh phải đóng cửa. Dự luật cuối cùng đã được thông qua với sự ủng hộ gần như nhất trí của đảng Dân Chủ, nhưng hiện tại đảng Dân Chủ đang tranh giành thời gian để đọc dự luật mà Chủ tịch đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy Cộng hòa vừa công bố. Tiểu bang Arizona thì bên cánh tả đó, Leftist Movement đó, họ đã bỏ vô 2 tỷ đô la để mà ủng hộ tiểu bang này để cho trở thành tiểu bang của đảng Dân Chủ. Giống như là những cái người mà bỏ tiền vô đây là tất cả là 2 tỷ mốt, gần 2 tỷ 2 đô la, thì có những cái công ty giống như những người tên có tên trong đây. Đây là cái list của nó nè, Opportunity Arizona, Ben Sitt là một quá trời tiền luôn.